là có cơn gió nào cuốn theo ngàn lá úa đỏ cuốn đẩy cái lực giống như mình cầm dây thun mình kéo cái chữ cuốn là dây thun thì mình kéo cái này cho căng này. Có cơn gió nào cuốn theo ngàn lá úa được không? Xử lý bài này có độ lôi cuốn, độ cuốn và cái độ cuộn cao trào của bài hát nó sẽ nhiều hơn một chút xíu. Đông si dán thử à, chúng ta cùng theo dõi. Cái đoạn đầu này thầy muốn em hát cho nó rõ nhưng mà cái âm thanh nó có cái trọng lượng một chút xíu, một cái chút đậm đà hơn một xíu nha. Tự tình một xíu này, tự sự xíu này. Có tiếng hát nào thì thầm lời yêu em. Đúng rồi, ok. Cho thầy một lần hát trước câu đã làm lại nha. Cái tinh thần như vậy nha. Có tiếng hát nào thì thầm lời yêu em. Có phải anh đã về bên em? Có cơn gió nào cuốn theo ngạt lá úa? Có phải thu vội vàng? Rồi cái câu cái có phải thu vội vàng á thì nó đang là một cái câu giống như kiểu là mình hỏi nhưng mà hỏi trống không á, thì thầy cần cái sự lơi hơn một chút thay vì nó hơi gấp là có phải thu thì nó hơi hơi gấp á. Phải làm lại nha, câu cuối này nha. Theo ngàn lá úa có phải thu vội vàng, đó nó lơi một chút nha. Đi từ câu 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 trên cùng nối cho nó liền mạch nha. Làm lại này, nghe hát trước câu nha. Có tiếng hát nào thì thầm lời yêu em? Có tiếng hát nào thì thầm lời yêu em? Có trọng lượng mà nó đầy cái âm thanh một xíu nha, không được buông lơi cái hơi quá mức. Câu đầu 2, 3. Có tiếng hát nào thì thầm lời yêu em? Sai lắm vậy em. Có phải anh đã về bên cơn gió nào cuốn theo ngàn lá úa? Có phải thu vội vàng? Tốt hơn một xíu rồi đó. Tức là mình cứ chạy ra, mình cái tình cảm mình đến nào nó cuốn và cho nó có sự lãng mạn và nó hơi hơi buồn nhẹ một xíu nhưng nó có cái sự lãng mạn trong đó nha. Thêm một lần nữa. Cố gắng phát âm rõ. Ở đây có một chiếc anh thì thầy phát hiện ra đời cái đó thì thầy sẽ sửa cho mình sau nha chiếc anh nhé. Cứ giữ tinh thần đó nha. Lại tiếp nè, rõ chữ và không có được lướt quá vội vàng. Hay là có tiếng hát nào thì thầm lời yêu em? Có phải anh đã về bên em? Câu 3 thầy muốn nó nhuần nhuyễn hơn ạ. Bên em câu 3 nghe lại hát nha. Có cơn gió nào cuốn theo. Thầy muốn nhấn mạnh là hồi nãy em xử lý là đúng tinh thần rồi nha. Nhưng mà chữ cuốn ở đây mình đang muốn cho bạn sẽ là có cơn gió nào cuốn theo ngàn lá úa đỏ cuốn đẩy cái lực giống như mình cầm dây thun mình kéo cái chữ cuốn là dây thun thì mình kéo cái này cho căng nè. Có cơn gió nào cuốn theo ngàn lá úa được không? 2, 3, 4. Có cơn gió nào cuốn theo ngàn lá úa? Đúng rồi. Có phải thu vội vàng nhẹ nhẹ nhàng như thế? Mình sẽ nói cái lý do tại sao mình là muốn bạn xử lý như thế này nha. Ở đây thực ra là bạn đang thi một cuộc thi và lát cuối mình sẽ nói cho. Nên chỉ có hát một lần thôi và không có hát ở lần hai. Nên mình muốn bạn xử lý luôn ngay cái lần số 1. Cái chữ nhẹ nhàng như thế ở đây á, thầy muốn em hát có độ cuốn và em đổi tiết tấu cùng thầy luôn như thế này nha. Hồi em hát đó là nhẹ nhàng như thế. Nó không xa nhưng mà đó là một cái version khác rồi. Thầy muốn xử lý như thế này này. Có phải thua vội vàng nhẹ nhàng như thế? Hát nhẹ nhưng mà đẩy cái lực cuốn lên. Phải làm lại nha. Vội vàng
nhẹ nhàng như thế. Đợi lên. Nhẹ nhàng như thế, dù khi đến hay đi cũng chỉ thoáng qua. Nó đầy nội tâm với có độ cuốn hơn một tí nha. Vội vàng vào em. Nhẹ nhàng như thế, dù khi đến hay đi cũng chỉ thoáng qua. Một con tim anh dường như trong vui ngoài nỗi nhớ em. Tốt em. Rồi chợt nghe thấy bờ cũ trong màn bóng rừng vỡ hoa, và giấc yêu đang gần kề bên em. Còn mãi đây quyến yêu thương thôi nào. Và ngày nào đó khi mưa trăng rơi, ngày nào đó khi nắng. Rồi và là ở đây có ba đoạn. Đoạn số 1 là cái cấp độ âm lượng và cường độ nó ở level 1 vừa phải. Đoạn 2 là tăng cái cường độ cái độ cuốn của giọng mình lên. Bước số 2 và điệp khúc là đoạn cao trào nhất. Chúng ta hình dung là trong suy nghĩ của mình là sẽ cách xử lý nó tăng từng cái cấp độ lên, từng cái bậc lên nha. Đúng rồi đó. Cho thầy thêm một lần nhẹ nhàng như thế nữa. Hát cuốn hơn, đừng để nó bị hơi bị ấy ra nha. Nhẹ nhàng em hay. Nhẹ nhàng như thế, dù khi đến hay đi cũng chỉ thoáng qua. Làm con tim anh dường như chẳng vui ngoài nỗi nhớ em. Có một hai nốt hơi phô nhẹ một xíu nha. Làm con tim anh dường như chẳng nguôi ngoài nỗi nhớ em. Dường như chẳng nguôi ngoài nỗi nhớ em. Làm con tim anh dường như chẳng nguôi ngoài nỗi nhớ em. Có sự lãng mạn mà nghe nó sâu nội tâm hơn. Dùng cái âm dùng chính xác nha. Làm con tim anh 2, 3 nào. Làm con tim anh dường như chẳng nguôi ngoài nỗi nhớ em. Rồi chợt nghe thấy bài hát cũ trong anh bỗng dừng vỡ hoa. Dường như anh gần kề bên em. Còn mãi về nguyên nhau như thôi nào. Và ngày nào đó khi mưa trăng rơi, ngày nào đó khi nắng bắt lên sau đồi, ngày nào đó anh sẽ mãi quên anh cần thương yêu người. Và ngày nào đó khi không thấy nhau, ngày nào đó khi trái đất thôi xoay vòng, ngày nào đó anh không biết sẽ ra sao. Yeah, ok. Tinh thần của bạn cái điệp khúc này tốt, nhưng mà sẽ lại thêm để cho nó khéo léo và hơn một tí nha. Bây giờ có điệp khúc có hai đoạn giống nhau thì thầy muốn em đổi tiết tấu một chút xíu nha. Bây giờ có đoạn số 2 là coi như cũng khá là ấy rồi, cái gì lát nữa sẽ vòng lại. Bây giờ có bạn số 3 nha. Còn mất anh nguyên thơ nào. Và ngày nào đó khi mưa trăng rơi, và ngày nào đó khi mưa trăng rơi, ngày nào đó khi nắng. Thầy muốn em đẩy kịch tính mạnh mẽ hơn. Tại có đúng một lần cho em thể hiện, em không được làm lần hai nha. Rồi, còn mãi phải nguyên nối đồng thầy nào. Hai. Còn mãi phải nguyên yêu thương thơ nào. Và ngày nào đó khi mưa trăng rơi, ngày nào đó khi nắng chớm lên sau đồi, ngày nào đó anh sẽ mãi quên anh. Và ngày nào đó khi không thấy nhau, ngày nào đó khi trái đất thôi say lòng, ngày nào đó anh không biết sẽ ra sao ngày sau. Hơi lơ là bị tranh cao độ lên trên nha. Anh không biết sẽ ra sao ngày sau. Ok. Bây giờ có cái này nè. Có hai cái khác nhau, thầy sẽ nói đây em phân biệt nha. Theo cách bình thường này. Và ngày nào đó. Còn thầy muốn em thế này này. Và ngày nào đó 1, 2, 3, 4. Cái kia là và ngày nào đó. Còn thầy và ngày nào. Và ngày nào đó. Ok, đó, nó khác nhau một chút xíu về tiết tấu. Tạo sự kịch tính và nội tâm mãnh liệt hơn nha. Chúng ta lấy nha.